Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Let's go. Ok. Đây là một tựa game mà đỗ xe rất là hay và hot trong những năm qua. Okay, let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái thứ hai ở Fresh Edge. Let's go. Why not? Let's go. Tiếp tục nào. Village. Đây là một thành phố khá đẹp. Ok, wow, rất nhiều những khúc quanh luôn. Let's go. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo ở Fresh Extreme. Đây là một tựa game đua xe cũng khá là hay và hot trên nhất là một qua. Rồi, và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nhé. Cảm ơn. Ok, vào game nào. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ tư, CSR Racing 2. Các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Đây là một trong những tựa game đua xe rất là đẹp mắt và hot trong những năm vừa qua. Rồi, ok, let's go. Update. Xong mình. Ok, tiếp tục vào. Các bạn sẽ đua nhiều để kiếm tiền, sau đó thì nâng cấp cho xe các bạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Traffic Rider. Let's go. Tựa game này thì các bạn có thể làm nhiệm vụ hoặc các bạn có thể đi trên một đoạn đường dài. Let's go. sure. Oh my god, wow. Đi luôn, tài thật. Yes, let's go. Một đoạn chặng đường khá là dài và xa. Wow, 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 wow. Quanh không kịp luôn, tốc độ quá nhanh rồi, quá là nhanh. Số ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Grips Racing 3. Ok. Tựa game này thì nó vào hơi chậm một chút, cho nên khi chơi game này các bạn phải đợi một chút nha. Let's go. Download game rồi. Ok. Cái này là chắc là game này update thêm những map bản đồ mới. So let's go. Ok. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Fresh Edge, let's go. Đây anh là một trong những tựa game hay và hot trong những năm qua. Thế con này thì cách chơi của nó khác với Fresh Offline. Thì cách chơi của nó khác với Fresh Edge, đó là các bạn không cần phải điều khiển trái phải mấy. Rồi. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Let's go. Tựa game này thì nó vào hơi chậm một chút. Ok, bật lên. Next. Anh Trang xe nó đây. Xe này đi. Ok. Đồ họa của game này là khá giống ngoài đời luôn. Đồ họa rất là đẹp. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Taxi Sim 2020. Let's go. $85.000. Wow, rất là nhiều tiền. 1.700. 4.700. Vẫn chưa đủ tiền mua. Let's go. Wow, your car is cool. I'm sure this is the fastest route. I can make it in time. Wow. Rock Radio 89.2. There yet? Now for a classic driving tune for all you motorheads out there. Keep the pedal to the metal. Vâng, mình sẽ kể kìa. Selection of rock tunes. If it ain't heavy, we ain't playing it. Ok, và mình xin phép dừng clip từ đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.